Tập 31. Sophie, giật dĩ chủ cũ này. Cảm ơn Điện Hiểu Dân tiểu thư. Không có mọi người, tôi thật sự không biết người Nhật sẽ làm gì tôi nữa. Sophie, làm cách nào mà cô lại có được cuộn phim này thế? Tôi lén đi theo đội hiến binh cắm tay đến thôn Ngũ Gia Tự chụp những bức ảnh này. Cuộn phim này đã ghi lại những vụ thảm án mà đội trưởng đội hiến quân cắm tay Ishikura đã dẫn theo người làm. Nếu như để người Nhật lấy được, vậy thì thế giới sẽ không bao giờ nhìn thấy chứng cứ tội ác mà quân phát xít Nhật làm ra. Cô đợi một chút. Vừa rồi cô nói là đội hiến binh cắm tay đúng hay không? Sao thế? Đó là quân đội của Hadukawa. Hadukawa là ai chứ? Hadukawa là một kẻ xấu. Sophie, cảm ơn cô đã làm những điều này vì người Trung Quốc. Nếu như có thêm nhiều những người chiến sĩ phản đối chiến tranh giống như cô đây, thì tôi tin rằng hòa bình sẽ đến nhanh thôi. Sophie, nếu như cô đã hết nguy hiểm rồi, vậy thì cô nên nhanh chóng công bố những bài viết mới và những bức ảnh này ra đi. Người Nhật cực lực che giấu những tội ác của bản thân mình, ngay cả những đội điều tra nhỏ lẻ của Liên Hiệp Quốc cũng không có chút chứng cứ nào. Nếu như có được những bức ảnh này thì xem chúng ngụy biện thế nào được nữa. Tôi có một người liên lạc ở nơi đây, cô ấy sẽ giúp tôi nghĩ cách chuyển những bức ảnh này, đồng thời dẫn tôi rời khỏi nơi đây. Vậy thì tôi sẽ phái người đưa cô qua đó. Xuyến Tử, hãy tiễn cô Sophie. Được. Cảm ơn cô. Vô cùng cảm ơn anh. Thiếu gia, có đuôi. Ở đâu chứ? Ở bên phía tay trái tôi. Vào trong trước đã. Anh Tôn, hình như họ ở đây rồi. Chúng ta có cần đi theo vào đó không? Đừng có theo sát quá, tìm chỗ lại gần đi. Tôn, hình như có người đi theo chúng ta. Nhanh đi thôi. Nhanh lên. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Không phải bảo cậu theo dõi sao? Sao cậu lại chạy về rồi? Tôi vẫn luôn theo dõi mà. Nhưng mà Tôn Hỷ Tài và Ngô Toàn Hữu bị đánh chết rồi. Hai người đó không phải là người của bên Hoàng Duy Sơn hay sao? Đúng vậy, hôm nay bảo một người đội mũ vành nổ súng bắn chết họ rồi. Cậu có nhìn rõ người đó trông như thế nào không? Trông như thế nào thì tôi không nhìn rõ. Có điều hắn ở tại quán cà phê đối diện ở khách sạn của chúng ta. Tôi cảm thấy hình như người này có ý định giám sát chúng ta. Vậy thì cậu hãy nhanh qua đó, đừng để hắn chạy. Không được. Nếu như người này đã cố ý giám sát chúng ta, bây giờ chúng ta mà ra ngoài như vậy, nhất định là sẽ bứt dây động rừng. Thế này đi, chúng ta thank you.
anh bạn này. Đi theo tôi mấy con phố rồi, có gì có thể nói trực tiếp với tôi. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Thiếu gia, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ chính là liên lạc được với Tư Đồ Anh. Tôi muốn ở một mình một lúc. Các cậu ra ngoài trước đi. Ai vậy? Tôi. Vào đi. Trương công tử, tôi nhìn thấy hội Đường Hiểu Dân đi rồi thì tôi mới vào đó. Trương công tử, anh đã gặp được đồng chí Dương Cương ở trên tàu hỏa rồi chứ? Tôi gặp rồi. Cảm ơn các cậu. Là thư ký Lý bảo tôi âm thầm bảo vệ và giúp đỡ cho anh đó. Trương công tử, anh nói xem lần này chúng tôi nên phối hợp với anh thế nào đi?
Cậu có tiếp tục âm thầm giúp đỡ tôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là không thể để cho Đường Hiểu Dân biết được thân phận của cậu. Được, nghe anh hết. Bức tranh này tôi đã mang đến cho cô. Lần này cô nên nói với tôi bí mật vũ khí được rồi đấy. Bí mật vũ khí ở chính trong bức tranh này. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Bức tranh này vốn dĩ không có vấn đề gì hết. Phía dưới của trục cuốn tranh mọi người đã kiểm tra chưa? Mau tử. Đây là gì? Bí mật vũ khí. Cô tìm được ở đâu vậy? Chính là ở cái ống treo sợi dây này. Đưa cho tôi đi. Nôn ra. Nôn ra mau. Nuốt rồi. Cô muốn chết sao? Cô nổ súng đi. Bây giờ trên thế giới này chỉ có mỗi mình tôi là biết về vũ khí bí mật. Đừng hiểu chân, bỏ súng xuống đi. Bỏ xuống. Tư Đồ Anh, vì sao cô lại làm như vậy chứ? Tôi muốn cứu cha của tôi. Cha của tôi đang ở trong tay của Kubo. Nhưng tôi chỉ là một người con gái yếu đuối. Ngay cả đến súng tôi cũng chưa bao giờ chạm vào. Dựa vào sức mạnh của bản thân, giống chỉ tôi không cứu nổi ông ấy. Nhưng mà tôi lại không tìm được người giúp tôi. Sẽ không có ai mạo hiểm tính mạng để đi cứu một tên sâu rùa con bạc. Chỉ có bí mật này mới có thể cứu cha của tôi. Sao cô lại biết bí mật này nằm trong ống để treo sợi dây? Trương công tử, đừng có quên, cha của tôi từng là quan quân nhu của Trương Trác Lâm. Tuy ông ấy không biết trên mảnh giấy đó viết gì, nhưng mà ông ấy biết nó được giấu ở đâu. Bây giờ mọi người đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Hoặc là giúp tôi cứu cha của tôi ra, hoặc là lô vũ khí này sẽ biến mất vĩnh viễn. Cô có biết lô vũ khí này quan trọng biết chừng nào đối với chúng tôi không? Nếu như chúng tôi có được lô vũ khí này thì có thể giết chết biết bao bọn xâm lược. Điều này không liên quan gì đến tôi hết. Tôi chỉ cần cứu cha của tôi ra. Nếu như các người có thể giúp tôi cứu cha, thì tôi sẽ nói cho các người biết manh mối của lô vũ khí này. Được. Nhưng mà chúng tôi không hề biết cha của cô đang ở đâu. Ở bệnh viện số 2 Tân Kinh. Bọn Kubo vì ép cha của tôi nói ra bí mật về vũ khí mà đã dày dọn mấy đến kiệt quệ. Nhưng bọn chúng lại không thể để cho cha tôi chết. Sao cô lại biết nhiều như vậy chứ? Đừng quên, tôi chính là gia sư tại gia của Kubo. Chúng ta cứ như vậy bị một cô gái đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Cứu hay là không cứu đây? Cứu. Vậy cha có biết lần hành động này nguy hiểm đến thế nào không? Bất kể có nguy hiểm thế nào, bất kể có hy sinh bao nhiêu đi nữa, chúng ta đều không thể buông bỏ được. Rõ. Cha, cha có thể bật đèn sáng một chút được không? Con muốn nhìn cha. Đã rất lâu rồi con chưa nhìn thấy dáng vẻ của cha.
chú ý an toàn đó. Thế nào rồi, mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Thiếu gia, hay là tôi đi vào cùng anh nhé? Không, tôi cũng đi. Cậu đi một mình chúng tôi không yên tâm đâu. Đi cái gì mà đi? Các cậu có nhiệm vụ quan trọng hơn có biết hay không? Tư đồ anh tiểu thư, cô hãy ở lại đi. Không, tôi nhất định phải đi. Đây là cứu cha của tôi mà. Được, vậy thì cô ngồi ở trên xe, đợi chúng tôi vậy. Tôi hiểu rồi. Đi nào. Đứng lại. Giấy tờ đâu? Tháo khẩu trang xuống. Vào đi. Tư đồ Hoa đúng không? Đừng có nói gì hết. Con gái tư đồ anh của ông bảo tôi tới cứu ông. Nghe theo tôi. Nhanh. Cẩn thận. Mở cửa. Làm gì thế? Kiểm tra định kỳ. Không phải là có người kiểm tra rồi sao? Sao có thể chứ? Tôi mới là bác sĩ trị liệu chính của Tư Đồ Hoa. Chết rồi, trúng kế rồi. Đứng lại.
Đường Hiểu Dân, mở cửa xe ra. Cha, cha, sao cha lại bị thương rồi? Anh Tử, cha, sao cha lại bị thương chứ? Cha, thiếu gia, lên xe đi. Ở bên đó, nhanh lên. Mấy người các người, bảo vệ hiện trường. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Cha, cha ơi. Cha, Xuyến Tử, hãy nhanh lái về điểm tập kích của chúng ta. Điều này là không thể. Người ở bệnh viện, sao chúng có thể biết được? Nhanh đi mau, mời gia sư tại gia của nhà tôi tới đây. Rõ. Trời ơi, cũng coi như mọi người đã về rồi. Thế nào rồi, đã cứu được người chưa? Người thì cứu rồi, nhưng mà bị thương rồi. Nhanh, nhấc xuống đây. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi, nhẹ thôi. Cô đừng buồn quá. Người chết rồi không thể sống lại đâu. Trước đây tôi cảm thấy cha của tôi rất máu lạnh vô tình.
Trong mắt cô ông ấy chỉ có nhiệm vụ mà thôi. Ngoài nhiệm vụ ra thì vẫn là nhiệm vụ. Có điều cho tới hôm nay tôi mới biết tôi sai rồi. Là tôi đã hiểu lầm ông ấy. Cha, cha tỉnh rồi. Từ đầu qua tỉnh rồi. Ông sao rồi? Các người là ai? Từ đầu qua. Tôi tên là Trương Hàn Đào. Cha của tôi tên là Trương Cảnh Kỳ. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi biết mọi người nhắm vào số vũ khí đó mà tới. Muốn biết điều gì thì nhanh hỏi đi. Bây giờ tôi muốn biết số vũ khí đó đang ở đâu. Điều này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết bí mật về số vũ khí đó được giấu ở trong bức tranh đó mà thôi. Tôi sẽ nói cho các người biết. Từ đầu qua, vì sao ông lại muốn tố giác cha tôi? Năm đó là bởi vì tôi đã rút lõi quân hưởng, bị thiếu soái đuổi ra khỏi cửa, đợi một số tiền lớn. Tôi đã âm thầm đi tìm cha của cậu mượn tiền. Nói là mượn tiền, Thật ra là dọa dẫm. Tôi nói với cha của cậu rằng nếu như ông ấy không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ tố giác ông ấy có vũ khí. Cha của cậu nói ông ấy không có tiền. Tất cả những gì ông ấy có đều là của đại soái, thiếu soái, đều là của Trương gia. Vì dọa ông ấy mà tôi đã tới cục cảnh sát của Tân Đảo lúc mấy giờ báo án. Tôi còn nhớ cục trưởng cục cảnh sát lúc đó tên là Lý Tức Mặt. Cha, vậy cái chết của cha tôi có liên quan gì đến lô vũ khí này không? Cô Bồ nói lúc đó bọn chúng đã điều tra nhà của cậu, nhưng mà đúng là không tìm được bất cứ chứng cứ gì có liên quan tới lô vũ khí này. Nhưng mà chúng lại không dám mạo hiểm. Giở đâu lô hàng này thật sự tồn tại mà để rơi vào tay của phần tử kháng Nhật thì đối với chúng mà nói là chí mạng. Vì vậy chúng thà giết một Trương Cảnh Kỳ còn hơn là mạo hiểm. Ai? Ai đã làm như vậy? Cụ thể là ai thì tôi không biết. Chỉ biết là một tên người Nhật, mà còn là người ở bên cạnh chúng. Sau khi cha của cậu chết, Kubo và Harukawa đã đưa người này gãi bên cạnh mọi người. Mục đích là muốn bảo đảm cho dù có lô vũ khí này cũng không thể rơi vào tay của kẻ khác. Tại sao ông lại biết nhiều đến vậy chứ? Đều là lúc Kubo thẩm vấn tôi nói cho tôi biết. Hắn chỉ muốn để tôi biết rốt cuộc bọn chúng lợi hại đến thế nào, để tôi dễ hợp tác với chúng. Nhưng mà chúng lại không hề nghĩ tới tôi có thể sống sót và thoát ra ngoài. Cậu có thể nói cho mọi người bí mật này. Vậy thì ông có nói chuyện về lô vũ khí cho bọn chúng nghe hay không? Mọi người, Tư Đồ Hoa tôi cả đời này chưa từng làm một chuyện gì tốt. Nhưng tôi tin chắc rằng lần này tôi đã làm một việc rất đúng đắn. Tôi không hề nói bất cứ một thông tin liên quan nào tới lô vũ khí hết, để tiết lộ cho người Nhật. Tuy tôi không phải là một người tốt, nhưng Tư Đồ Hoa tôi là một người Trung Quốc.
Tôi biết nếu như lô vũ khí này rơi vào tay của người Nhật thì sao có biết bao nhiêu người Trung Quốc sẽ phải chết vì tôi. Tội nghiệp này tôi không thể gánh nổi đâu. Con gái, con đừng có buồn. Trước khi cha chết, cha có thể gặp được con một lần thì cha đã mãn nguyện lắm rồi. Cha, cha không thể chết được. Cha, cha, cha đã không còn năng lực để bảo vệ lô vũ khí này nữa rồi. Hãy đồng ý với cha, nhất định phải tìm được lô vũ khí này đó. Tuyệt đối đừng, đừng để lại cho người Nhật. Thiếu gia, thiếu gia, Tư Đồ Anh đi rồi, có để lại cho chúng ta một mảnh giấy, đó cô ấy đi báo thù cho cha của cô ấy. Thế này đi, Đường Hiểu Dân, chúng ta đi tìm cô ấy, hai người ở lại đây đợi Dạ Mau Tử và Lưu Mai. Dân, mọi người, rất cảm ơn mọi người đã cứu cha của tôi ra. Tuy rằng ông ấy vẫn chết, nhưng mà ông ấy chết ở trong lòng của tôi. Rất xin lỗi bởi vì sự ích kỷ của tôi mà đã hại cha của Đường tiểu thư. Tôi biết bất kể tôi có xin lỗi thế nào thì Đường tiểu thư cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Bí mật về lô vũ khí tôi đều đã viết hết ở trên giấy rồi. Hy vọng mọi người có thể tìm thấy nó. Hãy để nó giết chết hết lũ người Nhật ở trên chiến trường đi. Mọi người không cần tìm tôi nữa. Thù giết cha không đội trời chung. Bất luận tôi có giết được Kubo hay không thì tôi đều muốn thử xem sao. Tạm biệt. Liễu tiểu thư, xin mời. Khốn nạn, xin lỗi ngài Kubo, chúng tôi đã lục soát khắp thành rồi nhưng không tìm thấy Liễu tiểu thư. Cô ta không phải họ Liễu, cô ta họ Tư Đồ, tên là Tư Đồ Anh. Vậy thì bọn chúng đã cướp Tư Đồ qua đi rồi. Nói như vậy thì chúng biết chuyện về cái ống đựng bút. Bất luận thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng việc này.
Rõ. Vào đi. Cô Bô tiên sinh, Liễu tiểu thư muốn gặp. Cái gì? Cô Bô tiên sinh, cô ấy. Biết rồi. Cho cô ta vô đi. Cô Bô tiên sinh, Liễu tiểu thư, mời ngồi. Tư Đồ tiểu thư, nếu như cô không phải là con gái của Tư Đồ Hoa thì tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn rất tốt của nhau đấy. Không hề có nếu như. Tôi vừa khéo lại là con gái của Tư Đồ Hoa. Vậy Tư Đồ tiểu thư tới đây là vì báo thù cho Tư Đồ Hoa sao? Tôi nghĩ nếu như Tư Đồ Hoa không chết thì các người đã chạy từ lâu rồi. Cô có biết không, khi mà tay của cô rút ra thì cô đã chết rồi. Chỉ bằng thế này đi, chúng ta đều lùi một bước. Chỉ cần cô nói là ai đã cướp Tư Đồ Hoa đi thì tôi sẽ không tính toán chuyện gì với cô hết. Cô sẽ có được cuộc sống yên bình mà cô mong muốn. Không làm được. Chúng ta đến muộn rồi. Nhìn xem. Dạ Mao tử, thiếu gia đâu rồi? Thiếu gia đuổi theo Tư Đồ Anh rồi. Đuổi theo Tư Đồ Anh. Lúc chúng tôi cứu Tư Đồ Hoa ra, không ngờ ông ta bị trúng đạn. Nhưng lúc chúng tôi ngủ, Tư Đồ Anh đã lén chạy về báo thù cho cha của cô ấy. Cũng không biết thiếu gia có đuổi kịp hay không nữa. Vì sao cậu không đi cùng chứ? Là thiếu gia bảo chúng tôi đợi mà. Sao lại xảy ra chuyện như thế? Thiếu gia về rồi. Thiếu gia, Tư Đồ Anh đâu? Không cứu được. Long tức chi khẩu, Long ngọa điểu lạp, Bác kỳ chi tổ, Châu thủy phương diên, Thanh mộc chi lâm, Hầu mộc chi biên, Tiềm long xuất châu, Tàng chu phục minh. Tư Đồ Anh chỉ để lại cho chúng ta bài thơ này. Rốt cuộc cô ấy muốn nói điều gì chứ? Nghe thì bài này giống như đang nói về một chỗ nào đó. Phí lời. Bài đó không tả về cảnh thì nói về vật chắc. Bây giờ chúng ta phải làm sao đi? Thế này đi, ở Tân Kinh tôi có quen một người bạn làm nghề mò vàng. Chúng ta có thể tìm anh ấy giúp đỡ. Anh nói là kẻ trộm mộ sao? Đúng. Cô nghĩ mà xem, người giống như bọn họ suốt ngày đi khắp núi đồi, nhất định sẽ quen thuộc với địa hình xung quanh. Hơn nữa nhất định bọn họ sẽ hiểu được về những kiểu mật ngữ như thế này. Trương công tử,
Thật là quỷ không biết thần không hay nha. Tôi giới thiệu với cô một chút, đây chính là người mò vàng mà tôi đã nói với cô đó. Địa Hao Tử, Đường Hiểu Dân, chào cô, hân hạnh. Hân hạnh. Chúng ta lên trên kia nói chuyện đi. Được, đi thôi.